Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Kênh của mình thì chuyên về các dự án kiếm coin free, các event, nói chung là kiếm tiền free các bạn nhé. Thì cái dự án hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó là hai dự án về kèo xổ số mọi người nhé. Thì trước đây mình đã đăng lên kênh của mình khá là nhiều những cái kèo xổ số này. Những cái kèo này thì rất dễ scam, cũng như là rất lên sàn thì cũng rất dễ ích tài khoản. Đấy. Có một số kèo được kể đến như là những cái kèo WSPP hoặc là những cái kèo hôm trước là cái kèo gì nhỉ? INFI à? Với một số kèo khác nữa. Đấy, hôm trước thì lại được một cái kèo nữa là con gì cũng khá là ok đấy mọi người. WSwap phải không mọi người? Đấy, ví WSwap đấy. Đấy, những cái dự án này thì nó sẽ cho các bạn claim và chúng ta sẽ tốn một ít phí BNB. Đấy, những cái dự án này sẽ sử dụng mạng Binance Smart Chain và chúng ta sẽ sử dụng chính là đồng BNB để làm phí. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ phải có một ít để làm phí nhá. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ là dự án claim khoảng 180 triệu con Baby Girl. Hôm trước thì con Baby Shark, bây giờ là con Baby Girl luôn. Con chó cho con. Đấy thì ở đây thì còn cái dự án này cũng còn khoảng 47 đây nữa là nó sẽ kết thúc mua bán và claim mọi người nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ đọc qua một số cái thông tin về roadmap rồi LeetCoinZCo rồi PancakeSwap các thứ đó. Đấy, ở đây các thông tin cụ thể ở bên dưới mọi người có thể đọc qua nhé. Dự án này thì chúng ta sẽ coi claim và mua. Đấy, nếu bạn nào muốn mua thì các bạn có thể mua thêm. Dự án này thì mình thấy là cũng khá là ok nha mọi người. Đấy, thì claim airdrop thì các bạn claim ở đây, còn nếu mua thì các bạn mua ở đây, min của nó là 0,1 BNB nhé, khoảng 30 đô la gì đấy. Còn khi mà các bạn ấn vào thì nó sẽ kết nối với ví của mình, nếu mà chưa kết nối thì nó sẽ hiện ra một cái tab để các bạn kết nối cho mình nhé. Kết nối xong thì mọi người sẽ ấn vào claim. Claim này thì các bạn ấn vào sẽ pay cho nó một ít phí nhé, khoảng 0,002 phí, tức là mất khoảng 0,88 hoặc là 80 đô la gì đấy thôi. Các bạn ấn vào xác nhận nhé. Đấy, thì ở đây thì mình đã claim rồi và mình sẽ check cho mọi người nhé. Claim xong thì các bạn sẽ check ví của mình, nó sẽ gửi về ví của mình luôn. Những cái dự án mà về claim này ấy, thì là nó sẽ gửi về ví luôn mọi người nhé. Đấy. Những cái dự án claim airdrop cái kèo xổ số này thì nó trả về ví luôn và cũng rất là dễ để nó list sàn PancakeSwap nha mọi người. Đấy. Ở đây các bạn sẽ ấn vào đây. Thấy là cái con Baby Girl đây mọi người sẽ mất khoảng 0,88 hoặc 89, nói chung là gần 1 đô la gì đấy nhé mọi người nhé. Đấy, gần 1 đô la. Đấy, nếu mà các bạn nào muốn mua thì các bạn mua nhé. Contract thì mình để bên dưới cho mọi người cùng đây. Các bạn copy lấy contract này dán vào trong ví chút wallet nha mọi người. Đấy, dán vào chút wallet thì các bạn sẽ kéo nó lên thì nó sẽ hiện cho mọi người thôi. Ok, cái này thì xong rồi nhá. Thì mọi người có thể check thêm cái thông tin về roadmap rồi future rồi FAQ rồi contract các thứ rồi Telegram của nó đây nhá. Đấy. Ok, mình sẽ chuyển qua một con nữa. Mình sẽ giới thiệu với các bạn hai con luôn. Con này thì cũng còn khoảng 47 45 đuôi nữa, cũng ngang nhau với con lúc nãy luôn. Con này thì cũng tổng cung khoảng 1 tỷ nhá các bạn nhé, khoảng 6.000 ví đang hô. Đấy, cái dự án này ấy thì nó có trend và rõ ràng rồi lộ trình các thứ đầy đủ. Đấy, mọi người sẽ copy lấy cái contract này nhé, dán vào trong chút này. Đây. Tên tiết các thứ ở đây nhé, thổ chập phân các thứ đây. Đấy, mọi người sẽ ấn vào đây để chúng ta claim nhé. Đấy, khi vào phát thì nó sẽ connect đến ví của mình. Thì mọi người connect đến ví MetaMask của mình nhé. Con này có ký hiệu là MITH nha. Đấy, contract của nó ở đây. Mọi người có thể copy hoặc check contract nha. Đấy, và đây thì các bạn thấy là chúng ta mua min của nó là 0,05 BNB nhé. Đấy, ở dưới này là rep thì chúng ta sẽ có rep có 10 level bonus cơ. Đây nó đã soi được chừng này này, nó bán được chừng này rồi. Trên select là 18.064. Tổng holder là 6.000 rồi, cũng 6.000 ví rồi mọi người nhé. Listing PancakeSwap là cái đây này này. Đấy. Đây, token mix rồi roadmap rồi tem tiết các thứ ở đây nha mọi người. Đấy. Roadmap các thứ đầy đủ. Đấy, thông tin ở đây nha mọi người.
video hướng dẫn video gì nhỉ? Video giới thiệu luôn hả? Ủa? Quay về Clam đâu? Này. Các bạn chờ một ít để nó vào. Thôi ấn mới đi. Đây, ở đây thì mọi người sẽ cấn claim, nó chỉ cho 50 đồng thôi mọi người nhá. Chúng ta vẫn mất phí một ít như cái dự án kia thôi. Khoảng 1 đô phí. Nói chung là các bạn mất khoảng 2 đô nha mọi người, hai dự án này. Đấy, các bạn có thể mua thêm hoặc là giới thiệu bạn bè thêm để chúng ta có thể kiếm thêm token nhá. Các bạn chờ một ít là nó gửi về. Đây, Aerosend, khi mà các bạn check thấy Aerosend send tức là nó đã trả về đấy, thì mọi người sẽ vào trong cái ví của mình để check nha. Mọi người có thể copy lấy contract dán vào trong Chut Wallet để chúng ta check. Nói chung là mình không sử dụng ví Chut Wallet cho nên mình không có hướng dẫn các bạn ở trên Chut Wallet nha mọi người. Đấy, mình chỉ sử dụng một ít ở trên Chut Wallet thôi, mình không có sử dụng nhiều, chủ yếu là mình sử dụng ví MetaMask. Ở đây các bạn sẽ kích vào đây để các bạn sẽ thấy cái token của nó ở đây nhé. Đây. Đấy. Ở đây là contract đây. Đấy, tổng cung của nó là 1 tỷ nhá. 6.000 hơn 6.000 holder. Đấy, dự án thì mình chắc cũng khá là ok. Nói chung là những cái dự án xổ số thì mình đã mọi người đã biết rồi đấy. Là những cái dự án mà năm ăn năm thua, tức là có lúc thua luôn 100% luôn. Đấy, nó mà scam thì coi như là mình cũng không có lead có gì hết, coi như mình mất á nha mọi người nhá. Còn nếu nó lên sàn ví dụ nào nó cao thì mình nhân xx tài khoản thôi. Đấy. Đấy là những cái dự án mình gọi là kèo xổ số, các bạn có thể bỏ gọn ra 1 2 đô hoặc là 10 20 đô, 30 đô, 1 2 triệu. Đấy, nhưng mà nó xx tài khoản lên thì các bạn được 1 2 30 triệu hoặc là 1 2 100 200 triệu. Nói chung là nó không có nói trước được cái gì cả. Đấy, đây là những cái dự án kèo xổ số cho nên mọi người cân nhắc trước khi mua và đầu tư nhé. Đấy, ở đây là mình giới thiệu những cái dự án này cho mọi người cùng tham khảo. Một số dự án này, một số các bạn ở trên kênh cũng rất là thích những cái dự án Clam cũng như là những dự án kèo xổ số. Vì thế cho nên là mình giới thiệu thôi. Còn bạn nào mà cảm thấy hứng thú, cảm thấy thích và cảm thấy mua được thì các bạn mua nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hai cái dự án này cùng mình, một cái dự án Baby Girl cũng như là một cái dự án tiếp con này là con MITH nhé. Link mình sẽ để hết ở bên dưới video cũng như là contract để bên dưới cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé.